Giới thiệu đến cô bác anh chị, đây là những con heo sẽ được vận chuyển về tỉnh Phú Yên. Đây là một khách hàng rất là VIP nha bạn. Khách hàng này là vừa kinh doanh hotel, vừa kinh doanh quán cà phê, vừa kinh doanh xe khách. Hiện tại là bên mình đang giao là 2 rò heo, mỗi rò là chứa có 4 con. Khi mà giao hàng từ bên mình qua tới Phú Yên khoảng 6 tiếng là tới nơi. Đây là những con heo giống, khách hàng đặt cọc rồi sau đó là giao heo ra cho khách, là khách thanh toán tiền nha các bạn. Các bạn nào mà có nhu cầu mà muốn mua heo này, muốn mua để nuôi, các bạn liên hệ qua Giống Tiến Đạt 0938 897 09 để được tư vấn, sau đó mình mua hàng nha các bạn.